Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2651. Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ đi vào đường nhỏ trong rừng của trung tâm y tế, bước chân của Hàn Tâm Tâm rất nhanh, Trương Kỳ theo sát phía sau. Từ sau khi rời khỏi sân của Đường Tuấn, trạng thái của Hàn Tâm Tâm chính là như thế, không nói một lời. Tâm Tâm, thật ra anh ta thật sự rất tốt, trẻ như thế lại là giảng viên cao cấp, hơn nữa có thể thuần phục yêu thú cảnh giới hóa thần, thực lực có lẽ cũng không tệ, là một người có tiềm năng, tôi cảm thấy anh ta còn ưu tú hơn Huyền Bạch nhiều. Nếu như cô chọn anh ta, có lẽ là một quyết định không tệ. Trương Kỳ bỗng nhiên nói. Hàn Tâm Tâm chợt ngừng bước, giống như vừa nói với Trương Kỳ cũng như đang tự nhủ với chính mình, giọng điệu vô cùng kiên định, anh ta không thể so với anh Huyền Bạch. Anh ta có thể làm được, anh Huyền Bạch sau này cũng có thể làm được. Trương Kỳ, chuyện này cô đừng nói nữa, Hàn Tâm Tâm nói xong thì nhanh chân đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Trương Kỳ nhìn bóng lưng của Hàn Tâm Tâm, không khỏi thở dài nói, Tâm Tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ Huyền Bạch chỉ là sinh viên trung tâm y tế, nhưng anh ta đã được cho là y thuật không hề thua kém giảng viên cấp thấp, thậm chí có người nói trong vòng 10 năm anh ta ắt sẽ trở thành giảng viên cao cấp. Một người như vậy quả thật rất ưu tú, nhưng vẫn kém Đường Tuấn rất nhiều. Huyền Bạch ngoại trừ có ưu thế ở việc xuất thân nhà họ Huyền gia, những mặt khác vốn dĩ đều không thể so được. Mà sau khi nhận định Đường Tuấn trở thành giảng viên, tin tức này đã nhanh chóng truyền khắp trung tâm y tế. Trung tâm y tế tọa lạc ở một nhà lầu nhỏ cao 3 tầng, tuy rằng không lớn, nhưng cả tòa nhà lầu nhỏ đều có khí chất hết sức cổ điển. Hễ là học sinh và giảng viên đã đi qua tòa nhà lầu nhỏ này đều sẽ không tự chủ bước chậm lại, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Mấy người kiến lập trung tâm y tế quận Đan Dương đã quyết định lập nên trung tâm y tế ở tòa lầu nhỏ này, sau đó tòa lầu nhỏ này lập tức trở thành nơi lãnh đạo cấp cao trung tâm y tế bàn bạc công việc, có ý nghĩa trang nghiêm thần thánh. Lúc này trên tầng 3 của nhà lầu nhỏ, một đám người đang ngồi vây chung một chỗ, thảo luận vô cùng kịch liệt, một người trong đó chính là Ôn Chính Sơ. Phó Giám đốc Ôn, anh thân là Phó Giám đốc, được quyền trực tiếp bổ nhiệm một vị giảng viên cao cấp, nhưng sao anh có thể làm bừa như vậy? Anh còn đi bổ nhiệm Đường Tuấn này làm giảng viên cao cấp. Anh ta có năng lực gì có thể đảm nhiệm chức giảng viên cao cấp? Một lão già tóc bạc phơ vỗ bàn, ông ta nghiêng người căm tức chửi mắng Ôn Chính Sơ. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia của ông ta chứa đầy sự tức giận. Tuy rằng có rất nhiều người ở đây đều tỏ ra tức giận, nhưng lão già này có phản ứng kịch liệt nhất. Ông ta vừa lên tiếng, những người khác cũng yên tĩnh trở lại, chờ đợi phản ứng của Ôn Chính Sơ. Ôn Chính Sơ bật cười nói với ông cụ, ông tỉnh, ông cần gì tức giận như thế. Ông tỉnh lần nữa vỗ mạnh xuống bàn nói, Ôn Chính Sơ, hôm nay anh nhất định phải giải thích với tôi. Chương 2652. Lần này sắc mặt Ôn Chính Sơ nhất thời trở nên âm u nói, tỉnh chung, tôi gọi ông một tiếng ông tỉnh, đó là nể mặt ông đã góp sức nhiều năm cho trung tâm y tế, ông đừng có mà cho thể diện lại không cần đến. Đừng tưởng rằng tôi không biết suy nghĩ của ông. Không phải ông cảm thấy ông ở trung tâm y tế nhiều năm như vậy cũng chỉ là giảng viên trung cấp, mà Đường Tuấn vừa tới đã là giảng viên cao cấp, nên ông mới cảm thấy ghen tị, không phải sao? Tỉnh Trung ngẩn ra, Ôn Chính Sơ cười lạnh nói, tỉnh Trung, y thuật của ông không tệ, nhưng y đức của ông quả thực ngay cả sinh viên trung tâm y tế cũng không bằng. Ông có tư cách gì được bổ nhiệm lên chức giảng viên cao cấp? Lão già trước mắt tên Tỉnh Trung, y thuật quả thực đạt tới trình độ giảng viên cao cấp, nhưng y đức cực kỳ tệ hại. Mỗi lần chữa trị cho người ta, ông ta đều thu phí cao hơn người khác mấy lần, hơn nữa ông ta còn lợi dụng quyền lực để trục lợi, đưa đàn em thi trượt của mình vào trung tâm y tế. Loại người như ông ta nếu như không phải ông ta có lý lịch thì đã sớm bị đuổi khỏi trung tâm y tế. Tỉnh Trung vẫn luôn không tự nhận thức mà hàng năm còn luôn xin lấy được tư cách giảng viên cao cấp. Anh, sắc mặt Tỉnh Trung xanh mét. Ôn Chính Sơ, ông Tỉnh nói cũng không sai, tôi thấy Đường Tuấn này vẫn còn trẻ lắm. Cũng không kém sinh viên trung tâm y tế chúng ta bao nhiêu, anh ta có năng lực gì để đảm đương chức giảng viên cao cấp? Đúng lúc này lại có người hỏi. Đó là người đàn ông trung niên có gương mặt uy nghiêm, ngồi đối diện Ôn Chính Sơ. Ông ta nói tiếp, vấn đề này tôi nghĩ không chỉ tôi, những giảng viên khác cũng rất muốn biết đáp án. Không sai, Ôn Chính Sơ, nếu như anh không thể nói nguyên do, vậy đừng trách già đây không nể tình. Tỉnh Trung cũng tàn bạo nói. Ôn Chính Sơ nói. Sự thần kỳ của thuật trần khí các ông có lẽ cũng thấy rồi, tất cả phương pháp chẩn đoán bệnh đều hữu hiệu và có tác dụng hơn trung tâm y tế quận Đan Dương chúng ta. Mọi người liên tục gật đầu,
Trước đây không lâu Ôn Chính Sơ đã từng biểu diễn sự huyền bí của thuận trần khí cho bọn họ, hầu như tất cả lãnh đạo cấp cao đều khâm phục không thôi với phương pháp trần bệnh này. Ôn Chính Sơ khẽ cau mày nói với người đàn ông đối diện kia, thuật trần khí quả thực lợi hại, nhưng đâu có liên quan gì với chuyện chúng ta nói bây giờ. Ôn Chính Sơ nhìn ông ta nói, Huyền Mông, các ông không phải vẫn rất thắc mắc tôi học được thuật trần khí từ đâu sao? Mọi người ngẩn ra, đám người Huyền Mông liếc nhau một cái, không khỏi nghẹn ngào nói, sẽ không phải là. Ôn Chính Sơ gật đầu, không sai, chính là Đường Tuấn dạy tôi thuật trần khí. Anh ta liếc nhìn mọi người, giọng điệu kiên định nói, tôi cảm thấy y thuật của anh ta lợi hại hơn mỗi người chúng ta ở đây, bao gồm cả giám đốc. Cho nên tôi mới giao lệnh bài cho anh ta. Phòng họp nhất thời im lặng, một lát sau mới vang lên giọng điệu hơi tức giận của Tỉnh Trung, Hoang Đường. Đầu óc Ôn Chính Sơ anh có phải có vấn đề không, lại dám nói một nhóc con miệng còn hôi sữa có y thuật cao hơn tất cả chúng ta. Chương 2653. Huyền Mông nhìn chằm chằm Ôn Chính Sơ nói, anh có khả năng chịu trách nhiệm với câu nói này chứ? Ôn Chính Sơ gật đầu nói, nếu như các ông không tin thì có thể gọi anh ta qua, tự các ông xem là biết. Được, Huyền Mông nói. Ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ tọa hỏi, giám đốc, ông cảm thấy thế nào? Người đàn ông trung niên ngồi ở chủ tọa nhìn có vẻ rất hòa thuận, ông ta từ đầu tới cuối đều không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn mọi người tranh cãi. Người này chính là giám đốc trung tâm y tế quận Đan Dương, Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách liếc mắt nhìn Ôn Chính Sơ nói, cứ theo ý các ông mà làm đi. Nếu như anh ta có bản lĩnh thật, vậy thì giữ lại. Lúc này Tỉnh Trung chen miệng nói, giám đốc, nếu như người đó thật sự không có bản lĩnh, vậy phó giám đốc Ôn Chính Sơ là người đề cử cũng phải bị phạt nhỉ. Đầu ngón tay Quân Huyền Sách gõ lên mặt bàn, ông ta nói, vậy ông cảm thấy phạt kiểu gì mới thích hợp. Tỉnh Trung hung tàn liếc mắt nhìn Ôn Chính Sơ nói, tước đi chức vị phó giám đốc của anh ta. Bắt đầu làm từ giảng viên cấp thấp lên. Quân Huyền Sách khẽ cau mày nói, hình phạt này có hơi quá. Như vậy đi. Nếu như Đường Tuấn thật sự không có bản lĩnh, vậy thì giáng Ôn Chính Sơ xuống làm giảng viên cao cấp. Ôn Chính Sơ, anh có ý kiến gì không? Ôn Chính Sơ lắc đầu. Anh ta rất tin tưởng Đường Tuấn, còn vị trí phó giám đốc, anh ta vốn dĩ không để ý. Đường Tuấn nghỉ ngơi chưa tới một tiếng trong sân của mình, ngoài sân đã truyền tới một tiếng nói, bác sĩ Đường có ở đây không? Đường Tuấn đứng dậy đi ra ngoài sân thì lập tức nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục giảng viên trung tâm y tế đứng bên ngoài. Cô gái nhìn có vẻ lớn hơn Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ một tí, mặc dù đường nét trên mặt không so được với hai người nhưng khí chất thành thục lại hơn hẳn hai người. Tôi là Quân Nam Hương, giảng viên trung cấp của trung tâm y tế. Cô gái dùng giọng điệu rất bình tĩnh giới thiệu bản thân. Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động, cô tiếng gái này lại là người nhà họ Quân. Khoảng thời gian này thông qua đủ loại sách cổ và đường đi, Đường Tuấn đại khái đã hiểu rõ rất nhiều thế lực thế gia của quận Đan Dương. Nhà họ Huyền có thể nói là thế gia hàng đầu của quận Đan Dương, không bàn võ lực hay tài lực, tất cả đều có sức nghiền ép thế gia khác. Dưới nhà họ Huyền chính là một vài thế gia yếu hơn nửa bậc, ví dụ như nhà họ Quân, nhà họ Ôn, nhà họ Tỉnh, vân vân. Trong đó lại lấy nhà họ Quân làm đầu, bởi vì nhà họ Quân quận Đan Dương chỉ là một nhánh của nhà họ Quân ở Hải Châu, gốc gác và thực lực còn lâu mới bằng thế gia địa phương của quận Đan Dương, cho nên ngay cả nhà họ Huyền cũng khá kiêng kỵ với nhà họ Quân. Giám đốc Quân Huyền Sách đương nhiệm của trung tâm y tế lúc này chính là đến từ nhà họ Quân. Quân Nam Hương nhìn Đường Tuấn nói với vẻ mặt vô cảm, tôi không chỉ là người nhà họ Quân mà còn là đệ tử của bác sĩ Ôn. Tôi làm theo mệnh lệnh của thầy và giám đốc mà đưa anh tới. Ánh mắt cô ta nghiêm túc, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo, thầy trao lệnh bài duy nhất của mình cho anh, hy vọng anh lát nữa đừng làm thầy thất vọng. Chương 2654. Cô ta biết điều kiện đám người Quân Huyền Sách lập ra với Ôn Chính Sơ, nếu như Đường Tuấn thất bại, vậy Ôn Chính Sơ cũng phải bị phạt theo, giáng xuống làm giảng viên cao cấp. Có lẽ chuyện này không tính là gì với Ôn Chính Sơ, nhưng Quân Nam Hương thân làm đệ tử, cô ta không thể nào nhịn được sự sỉ nhục này, cho nên cô ta cực kỳ căm thù Đường Tuấn. Đi theo tôi, các thầy đang đợi. Quân Nam Hương nói xong câu đó rồi xoay người đi về phía trước. Đường Tuấn do dự một lát rồi cũng đi theo sau lưng Quân Nam Hương. Anh nhếch miệng nở nụ cười, có vẻ bản thân nhậm chức giảng viên cao cấp trung tâm y tế khiến rất nhiều người có ý kiến. Dưới sự hướng dẫn của Quân Nam Hương, Đường Tuấn cũng đi vào tòa nhà nhỏ 3 tầng kia, rất nhanh đã tới bên ngoài phòng họp. Cửa lớn phòng họp không khóa,
Đường Tuấn mới vừa đi tới cửa, tầm mắt phần lớn người trong phòng đều cùng tập trung lên người anh, nhưng ánh mắt này mang theo đủ loại tâm trạng, có hoài nghi, có kinh ngạc, cũng có chán ghét. Giám đốc, Đường Tuấn đến rồi. Quân Nam Hương khom người nói với Quân Huyền Sách ngồi trên ghế chủ tọa. Quân Huyền Sách khẽ gật đầu, Quân Nam Hương đi tới sau lưng Ôn Chính Sơ đứng, sau đó cô ta cũng không nói tiếp nữa. Đường Tuấn vừa mới chuẩn bị vào phòng họp, lập tức có một tiếng gào to vang lên, thằng nhãi ranh, mi có tư cách tiến vào nơi này sao? Tiếng nói như sấm nổ, sóng âm vô hình đánh về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn di chuyển tầm mắt, anh liếc nhìn người nói chuyện kia, khẽ cau mày nói, tôi không có tư cách, vậy ông có tư cách sao? Người kia cười lạnh nói, ra đây đương nhiên có tư cách rồi. Mi sợ còn không quen ra đây ấy chứ, ra đây tên tỉnh Trung, cho dù là lai lịch hay y thuật, tao tự nhận đều cao hơn thằng nhóc nhà mi nhiều, hậu bối như mi gặp ra đây còn không qua đây hành lễ. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ tối sầm nói, thì ra là ông tỉnh Trung. Trên mặt tỉnh Trung tỏ ra đắc ý, giọng nói của Đường Tuấn lập tức trở nên nghiêm túc, nếu như tôi nhớ không lầm. Muốn có một vị trí ở trong phòng họp này nhất định phải có tư cách của giảng viên cao cấp. Tôi nhớ ông tỉnh Trung hình như chỉ là giảng viên trung cấp mà. Ông có tư cách gì tiến vào đây? Tỉnh Trung ngớ ra, ông ta chỉ vào Đường Tuấn, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận, mi. Mi dám chất vấn ra đây. Đường Tuấn nhún vai một cái, đi vào trung tâm y tế nói, tôi chỉ thắc mắc nên hỏi thôi mà. Nét mặt già nua của tỉnh Trung đỏ bừng lên, dựa theo quy củ, ông ta quả thật không có tư cách ngồi đây. Nhưng ông ta cậy già lên mặt, ỷ vào lý lịch và da mặt dày để được ngồi đây, cho dù là giám đốc Quân Huyền Sách cũng không tiện nói thẳng ông ta. Không ngờ Đường Tuấn vậy mà không nể tình như vậy. Vốn dĩ tỉnh Trung còn muốn ra oai phủ đầu đối phương, không ngờ bây giờ ông ta ngược lại mới là kẻ mất mặt. Được rồi, đầu ngón tay của Quân Huyền Sách gõ mặt bàn một cái, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Chương 2655. Tỉnh Trung cũng không dám nổi giận nữa. Ông ta chỉ u ám nhìn Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn đứng dựa vào cửa, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn kỹ mọi người trong phòng, không hề có dáng vẻ sợ hãi. Quân Huyền Sách nhìn tình cảnh này, trong lòng ông ta không khỏi thầm khen anh tính cách không tệ một tiếng. Trước tiên không nói tất cả mọi người trong phòng đều là lãnh đạo cấp cao trung tâm y tế, trên người có một luồng nguyên khí vô hình, chỉ nói mọi người trong phòng hầu như đều là tu vi cảnh giới hóa thần. Anh có thể mặt không đổi sắc dưới cái nhìn chăm chú của nhiều cảnh giới hóa thần như vậy đã đáng khen rồi. Bác sĩ Đường, anh hẳn phải biết chúng tôi tìm anh tới vì chuyện gì nhỉ? Quân Huyền Sách nhìn về phía Đường Tuấn, nhàn nhạt hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt anh liếc nhìn mọi người xung quanh một vòng nói, ai tới trước? Trong lúc nhất thời vậy mà không có ai lên tiếng, còn bị không khí của Đường Tuấn kiềm chế lại. Một lát sau, Tỉnh Trung mới đứng lên lạnh lùng nói, tao lên trước. Nếu như ngay cả Tạo Mi cũng không thắng được, vậy thì cút khỏi trung tâm y tế đi. Được, Đường Tuấn thoải mái đáp. Những giảng viên khác cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng đức hạnh của Tỉnh Trung chẳng ra sao, nhưng một thân y thuật quả thật đạt tới trình độ giảng viên cao cấp, thậm chí còn lợi hại hơn một số giảng viên cao cấp, cho nên để ông ta ra tay là thích hợp nhất. Ra đây luận thuật âm dương với Mi, Tỉnh Trung kiêu ngạo nói. Những giảng viên khác cũng thay đổi sắc mặt. Trên mặt Quân Nam Hương đứng sau lưng Ôn Chính Sơ không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Thuật âm dương là lĩnh vực Tỉnh Trung am hiểu nhất, thậm chí còn là người đầu tiên học được cách sử dụng M dương. Luận thuật âm dương, Tỉnh Trung có thể nói là bậc nhất của trung tâm y tế quận Đan Dương. Được, độc so kiểu gì? Đường Tuấn hỏi. Trung y chú ý cân bằng M dương trong cơ thể, anh vốn xuất thân Trung y, cũng có hiểu biết rất sâu sắc với thuật âm dương, anh còn chưa sợ Tỉnh Trung đâu. Tỉnh Trung cười lạnh nói, vậy dùng cơ thể nhau làm sân đi, để mặc cho đối phương tùy ý làm, thế nào? Quân Huyền Sách nói, bác sĩ Tỉnh, như vậy có thích hợp không? Tỉnh Trung nói, giám đốc, anh ta đã đồng ý rồi. Tỉnh Trung nói xong, ông ta đi từng bước một về phía Đường Tuấn, khinh bỉ nói, nhóc ranh, mi thua chắc rồi. So thuật âm dương với giả đây, mi đúng là muốn chết. Đến đây đi. Tỉnh Trung nói xong chữ cuối cùng, râu tóc ông ta dương lên. Hai tay ông ta đánh ra hai luồng sáng một đen một trắng về phía Đường Tuấn. Thần quang âm dương, Tỉnh Trung vậy mà thật sự luyện thành rồi. Đám bác sĩ trong phòng nhìn thấy hai luồng sáng này không khỏi buộc miệng nói. Sau khi hai luồng sáng này xuất hiện, trên sàn nhà bằng gỗ trong phòng lại lần nữa tỏa ra sức sống, mọc lên mầm xanh. Mà mấy bồn cây để ở góc tường lại trong nháy mắt khô héo.
Chương 2656. Âm dương đại diện cho chết chóc và sức sống. Có thể đạt tới mức này, nói rõ tỉnh chung đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi với việc thay đổi sự sống chết âm dương. Ngay cả vẻ mặt Ôn Chính Sơ cũng căng thẳng, anh ta cũng không ngờ thuật âm dương của tỉnh chung vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Lòng tin của anh ta vốn dĩ dành cho Đường Tuấn lúc này vậy mà có chút dao động. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trắng đen, khuôn mặt tỉnh chung nhìn có vẻ hơi âm u, giọng nói lạnh lẽo thấu xương khẽ vang lên, nhãi danh, chờ toàn bộ sức sống của mi bị cướp đi, lúc người mi trở thành bộ xương khô cũng đừng oán tạo. Âm một tiếng, hai luồng sáng trắng đen chói lọi bao phủ cả hai người Đường Tuấn và tỉnh chung bên trong. Tia sáng chói mắt chiếu sáng cả phòng họp luân phiên giống như hai màu đen trắng, cảnh tượng trông có vẻ âm u khủng bố. Những giảng viên bên ngoài khác cũng điều động pháp lực, bảo vệ bản thân, miễn cho bị ánh sáng âm dương ảnh hưởng. Ôn Chính Sơ cũng vậy, anh ta điều động pháp lực bảo vệ bản thân và quân Nam Hương phía sau mình. Chỉ có quân Huyền Sách không nhúc nhích, ông ta căng thẳng nhìn chằm chằm nơi hai luồng sáng va chạm vào kia. Lúc ánh sáng trắng đen càng ngày càng mạnh mẽ, hoàn cảnh trong phòng càng ngày càng quỷ dị. Nơi bị ánh sáng trắng bao phủ, cây khô tỏa ra sức sống, cây cối sinh trưởng xanh tươi, mà nơi bị ánh sáng đen bao phủ, toàn bộ cây cối xanh tươi đều chết hết, hơi thở chết chóc âm u, khác nào đặt mình trong vùng đất chết. Đây không chỉ là so đấu y thuật, đây còn là một cuộc tranh tài sống chết. Thời gian trôi qua mười mấy hơi thở, ánh sáng trắng đen mới dần thu lại. Mọi người trong phòng rốt cuộc nhìn rõ Đường Tuấn và Tỉnh Trung, lúc này chỉ thấy hai người đang đứng mặt đối mặt, xem ra không hề có vẻ khác thường. Ai thắng, rất nhiều giảng viên đều không rõ. Quân Huyền Sách chỉ liếc mắt nhìn rồi nhắm mắt lại. Tỉnh Trung cười, ha ha ha, thấy được sự lợi hại của thần quang M Dương tao rồi chứ. Lời Tỉnh Trung vừa dứt, ông ta bỗng choáng váng, mọi người trong phòng càng dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn ông ta. Giọng nói của Tỉnh Trung vốn dĩ là giọng nam trầm thấp khàn khàn, nhưng chất giọng ông ta vừa mới nói ra là giọng nữ lanh lảnh, âm điệu rất cao. Giọng của tôi, Tỉnh Trung che cổ họng mình, trong ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Vẫn là giọng nữ lanh lảnh, nghe vô cùng quỷ dị, giống hệt như người lưỡng tính. Ông Tỉnh, cơ thể của ông, đúng lúc này, có vị giảng viên chỉ vào người Tỉnh Trung, hoảng sợ hét lên. Tỉnh Trung cúi đầu, nhìn thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy cái ngực bằng phẳng của ông ta lúc này nhô cao lên, ông ta thậm chí còn cảm thấy thứ nào đó của nửa người dưới mình cũng xảy ra thay đổi. Ông ta vậy mà đã biến thành một người phụ nữ. Mi, Tỉnh Trung chỉ vào Đường Tuấn, trong mắt lóe lên sự chết chóc. Đường Tuấn vậy mà biến ông ta thành một người đàn bà. Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta nói, ông tu luyện thuật M Dương đã sớm vào thiên môn, âm khí trong người quá mạnh, nếu như không bài xuất ra, chỉ sợ không còn sống bao lâu nữa. Vừa nãy tôi giúp ông bài xuất âm khí ra có điều âm khí trong người ông thật sự nặng quá, cho nên cơ thể cũng có chút thay đổi. Có điều sẽ không kéo dài bao lâu nữa đâu, khoảng gần 3 ngày sẽ có thể khôi phục bình thường. Chương 2657. Mi muốn chết, lúc này Tỉnh Trung nào chịu nghe Đường Tuấn giải thích, ông ta đột nhiên thôi thúc pháp lực, muốn ra tay với anh. Ánh mắt Đường Tuấn nghiêm túc, trong ánh mắt lóe lên vẻ muốn giết người. Được rồi. Quân Huyền Sách vỗ bàn một cái, quát lên. Pháp lực Tỉnh Trung mới vừa ngưng tụ được đã bị giọng nói này làm tan biến. Quân Huyền Sách nói, Tỉnh Trung, ông thua rồi. Tỉnh Trung không cam lòng nói, nhưng anh ta. Bản thân ông ta biến thành phụ nữ rồi, nếu chuyện này truyền đi, ông ta còn làm người ông ta trịnh trọng nhìn Đường Tuấn, lần nữa nhìn kỹ giảng viên cao cấp mới tới này. Trong cuộc chiến so tài vừa nãy, Đường Tuấn không chỉ có thể bảo đảm bản thân bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể bài trừ âm khí thừa thãi trong người Tỉnh Trung. Như vậy cũng chứng minh Đường Tuấn có thể giết Tỉnh Trung trong bất cứ tình huống nào. Tuy rằng Tỉnh Trung hiểu rõ trong lòng, nhưng ông ta không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt cái cảm giác khác thường truyền từ mỗi một nơi trên người càng giận không thôi. Khiến ông ta tức. Hừ, Tỉnh Trung oán hận liếc nhìn Đường Tuấn, ông ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Ông ta tìm một chiếc áo bào trong nhẫn không gian khoác lên người. Sau đó ra khỏi phòng họp webtamlins247.vn. Tỉnh Trung mới vừa đi ra một lát, trong phòng họp lập tức vang lên một tràng cười lón. Quân Huyền Sách nói, Đường Tuấn cũng là đang cứu ông. Ông chẳng lẽ không hiểu sao? Ông ta trịnh trọng nhìn Đường Tuấn, lần nữa nhìn kỹ giảng viên cao cấp mới tới này. Trong cuộc chiến so tài vừa nãy, Đường Tuấn không chỉ có thể bảo đảm bản thân bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể bài trừ âm khí thừa thãi trong người Tỉnh Trung.
như vậy cũng chứng minh Đường Tuấn có thể giết Tỉnh Trung trong bất cứ tình huống nào. Tuy rằng Tỉnh Trung hiểu rõ trong lòng, nhưng ông ta không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt cái cảm giác khác thường truyền từ mỗi một nơi trên người càng khiến ông ta tức giận không thôi. Hừ, Tỉnh Trung oán hận liếc nhìn Đường Tuấn, ông ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa, ông ta tìm một chiếc áo bào trong nhẫn không gian khoác lên người, sau đó ra khỏi phòng họp. Tỉnh Trung mới vừa đi ra một lát, trong phòng họp lập tức vang lên một tràng cười lớn. Ha ha ha, lão già Tỉnh lại biến thành phụ nữ, cười chết tôi rồi. Lão già Tỉnh cũng có ngày hôm nay, thật sự hả dạ. Đường Tuấn, anh làm tốt lắm. Nhìn dáng vẻ mọi người, trong lòng Đường Tuấn cũng thả lỏng, trông có vẻ nhân duyên của Tỉnh Trung trong trung tâm y tế cũng không phải tốt lắm. Ôn Chính Sơ cũng bật cười. Quân Huyền Sách cười nhạt rồi nói với những người khác trong phòng, còn ai muốn so tài với Đường Tuấn không? Ông ta vừa nói xong, vẻ mặt mọi người đều trở nên cực kỳ quái dị. Đã có vết xe đổ của Tỉnh Trung, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, bọn họ cũng không muốn đàn ông biến thành phụ nữ biến thành đàn ông đâu. Tôi nghĩ so tài thì không cần, giao lưu một lát là được. Vừa nãy bác sĩ Đường đã dùng thực lực để chứng minh với chúng ta anh ta có tư cách đảm nhiệm chức bác sĩ cao cấp. Huyền Mông nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu. Quân Huyền Sách cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Sau đó Đường Tuấn giao lưu y thuật với từng người trong phòng, đề tài giao lưu hầu như đều là chỗ am hiểu của đám giảng viên này. Chờ sau khi giao lưu xong, mọi người nhìn Đường Tuấn giống như nhìn thấy quái vật, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đề tài giao lưu của bọn họ hầu như đều liên quan tới những lĩnh vực của y thuật, nhưng Đường Tuấn đều có nhận xét và thực lực siêu việt, có thể nói anh đều đánh bại được họ ở mỗi lĩnh vực bọn họ am hiểu nhất. Tôi vốn tưởng Ôn Chính Sơ đánh giá anh cao quá, bây giờ nhìn lại đánh giá như vậy vẫn thấp quá. Lấy thực lực của anh, đừng nói giảng viên cao cấp, cho dù làm giám đốc trung tâm y tế cũng thừa sức. Quân Huyền Sách thở dài, nghiêm túc nói. Ôn Chính Sơ nhìn mọi người nói, giám đốc, vậy quyền hạn cao nhất lúc trước tôi nói tặng cho Đường Tuấn thì sao? Quân Huyền Sách nói, đương nhiên có thể. Đường Tuấn nói tiếng cảm ơn với Quân Huyền Sách. Quân Huyền Sách nói, bác sĩ Đường, nếu như bây giờ anh đã là giảng viên trung tâm y tế của tôi, vậy năm học này nhất định phải dạy một môn. Cũng không có vấn đề gì chứ. Đường Tuấn do dự, sau đó gật đầu nói, được. Chương 2658, Thác Bạt Tuyết Tình đâu? Nếu trung tâm y tế đã mở ra cánh cửa tiện lợi cho anh cũng không thể không đáp trả chút gì đó. Quân Huyền Sách cười, vậy thì tốt, lấy y thuật của bác sĩ Đường, môn học mà anh dạy ngay cả tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi, ngày kia chính là lễ khai giảng của trung tâm y tế, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu anh cho toàn thể học sinh trung tâm y tế, môn học của anh cũng có thể công bố lúc đó. Mà ngay lúc Đường Tuấn thảo luận y thuật với đám người Quân Huyền Sách, trong một tòa nhà khác của trung tâm y tế. Nơi đây là phòng họp của học sinh trung tâm y tế, lúc này trong một căn phòng ở lầu 1 đã có không ít người tụ tập. Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ cũng ở trong đó. Tâm Tâm, nghe nói giảng viên cao cấp mới tới kia là cô và Trương Kỳ dẫn anh ta đi đánh giá, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung tâm y tế chúng ta sao tự nhiên lại mọc ra một giảng viên cao cấp chứ? Tâm Tâm, giảng viên cao cấp kia am hiểu y thuật mặt nào nhất, sẽ y dạy môn gì? Cô biết không? Đám thanh niên nam nữ vây quanh Hàn Tâm Tâm và Trương Kỳ, không ngừng hỏi thăm đủ loại vấn đề. Lúc này, ở trong sảnh có không ít người. Trong đó có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với một giảng viên cao cấp mới tới như Đường Tuấn, bọn họ đều hy vọng có thể biết được một ít thông tin liên quan từ miệng Hàn Tâm Tâm, để có thể chuẩn bị trước một chút. Nhưng cũng có mấy người thờ ơ, hoặc ngồi hoặc đứng bên ngoài đám đông, bộ dáng ngay cả Đường Tuấn là ai cũng không quan tâm. Đương nhiên Hàn Tâm Tâm cũng chú ý tới mấy người này, bởi vì chỉ có mấy người này mới đáng để cô ta chú ý. Ở đại sảnh có một chàng thanh niên dáng người có chút mập mạp đang dựa vào cây cột, một tay anh ta cầm ly rượu, một tay khoác lên người cô gái trẻ bên cạnh, vẻ mặt trông rất hưởng thụ. Người này là Canh Đằng, người đứng thứ tư trong cuộc kiểm tra của bác sĩ năm ngoái. Mà cách Canh Đằng không xa, một cô gái có khuôn mặt tái nhợt, ngón tay đặc biệt thon dài đang lẳng lặng ngồi cắt móng tay. Người này là Du Tuyền, người đứng thứ ba trong kỳ kiểm tra năm ngoái. Hàng năm trung tâm y tế đều sẽ tiến hành kiểm tra một năm một lần, nếu đạt được top 5 trong kỳ kiểm tra, thì có thể nhận được phần thưởng không tồi. Bảng xếp hạng kiểm tra năm ngoái, Hàn Tâm Tâm xếp thứ 5, mà Canh Đằng và Du Tuyền đều xếp trước cô ta. Cho tới vị trí đầu tiên và thứ 2.
Thác Bạt Tuyết Tình đâu? Hàn Tâm Tâm hỏi. Thác Bạt Tuyết Tình, trong cuộc kiểm tra năm ngoái xếp thứ hai. Chương 2659 chẳng lẽ có thể lợi hại hơn Huyền Bạch sao? Có người trả lời, nghe nói khoảng thời gian trước cô ta ra ngoài, hình như gặp được cao nhân, không chỉ giải quyết được bệnh ẩn từ trước đến nay, mà tu vi còn đột phá, trong khoảng thời gian này cô ta xin nghỉ ở nhà để củng cố tu vi. Hàn Tâm Tâm căng thẳng trong lòng, cho tới nay cô ta đều coi Thác Bạt Tuyết Tình là đối thủ lớn nhất. Xem ra mình cũng phải gấp rút tu luyện. Trong lòng Hàn Tâm Tâm thầm hạ quyết định. Để có thể xứng đôi với Huyền Bạch, cô ta nhất định phải ra sức đuổi theo. Vừa nghĩ đến Huyền Bạch, ánh mắt Hàn Tâm Tâm không khỏi nhìn về phía ban công ngoài phòng, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đang đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn mặt trời lặn. Người này chính là Huyền Bạch, đứng thứ nhất trong kỳ kiểm tra năm ngoái, anh ta là người tình trong mộng của Hàn Tâm Tâm. Tạm thời đè nén tâm tư hỗn tạp trong lòng, lúc này Hàn Tâm Tâm mới lắc đầu, cô ta chậm rãi nói, tôi và anh ta cũng không quen biết, y thuật của anh ta như thế nào, dạy chương trình gì, tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì Huyền Bạch đang ở đây, trước tiên cô ta phải xóa sạch quan hệ với Đường Tuấn. Mọi người vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cát, có cần phải quan tâm anh ta như vậy không? Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường nhàn nhạt vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Người nói chính là Canh Đằng, anh ta hơi bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Canh Đằng, lời này của anh là có ý gì? Chúng tôi hỏi về thông tin này cũng là để lựa chọn các lớp học tốt hơn trong tương lai. Các lớp học của giảng viên cao cấp không dễ chọn. Có người khẽ nhíu mày, có chút tức giận nói. Cát! Canh Đằng nhìn lướt qua mọi người, khinh bỉ nói, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ những thứ này, các người cảm thấy lớp học của anh ta sẽ có người chọn sao? Canh Đằng, có phải anh có tin tức gì không, có thể nói rõ ràng được không? Có người bất mãn hỏi. Canh Đằng hừ lạnh một tiếng, nói tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi đi hỏi thăm tin tức của người như thế này. Tôi hỏi các người có biết rằng giảng viên cao cấp mới này rất trẻ không? Mọi người dồn dập gật đầu. Một phần tin tức về Đường Tuấn đã sớm truyền ra, bọn họ đều biết giảng viên cao cấp mới tới này tuổi cũng không khác gì bọn họ. Canh Đằng cười nhạo nói, gần như cùng tuổi với chúng ta, các người cảm thấy y thuật của anh ta có thể cao siêu tới đâu? Chẳng lẽ có thể lợi hại hơn Huyền Bạch sao? Quên nói với các người, Huyền Bạch đã vượt qua kỳ thi giảng viên trung cấp. Chương 2660, còn có thiên phú kiệt xuất. Canh Đằng nói xong, mọi người ồ lên, tất cả đều dồn dập đưa mắt nhìn về phía Canh Đằng bên ngoài ban công, có hâm mộ, có sùng kính. Tuổi trẻ như vậy đã đạt được tư chất giảng viên trung cấp của trung tâm y tế, khó trách Huyền Bạch được đánh giá là giảng viên cao cấp trong vòng 10 năm, quả nhiên không giống người thường. Ánh mắt Hàn Tâm Tâm run lên, trong lòng có vui mừng cũng có cảm giác khẩn trương, cô ta thầm nghĩ, trong lúc vô tình, anh Huyền Bạch đã đạt tới trình độ này, bỏ qua tất cả mọi người rồi. Cho dù bị mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú, thì vẻ mặt Huyền Bạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một lạnh lùng cao ngạo. Canh Đằng nhìn biểu cảm của mọi người, nói, ngay cả thiên phú như Huyền Bạch ở tuổi này cũng chỉ đạt tới trình độ giảng viên trung cấp, các người cảm thấy ở quận Đan Dương này có người có thể nhanh hơn Huyền Bạch trở thành giảng viên cao cấp sao? Nhất thời mọi người trở nên trầm mặc. Lúc trước bọn họ cũng không phải không có suy nghĩ đến chuyện này, chỉ là không có một khái niệm cụ thể, mà bây giờ so với Huyền Bạch, cái gọi là giảng viên cao cấp của Đường Tuấn có vẻ rất khoe khoang. Canh Đằng khinh thường nói, cho nên hiện tại sự việc đã rất rõ ràng, tên kia nhất định là dùng cái gì thiên vị để chiếm được danh hiệu giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, về phần chân tài thực học, có lẽ có đi, nhưng khẳng định không đạt tới trình độ giảng viên cao cấp. Thay vì nghiên cứu làm thế nào để đăng ký khóa học của anh ta, các người nên nghĩ đến việc đăng ký các khóa học của các giảng viên khác. Ví dụ như khóa học của giảng viên Tỉnh Trung. Không phải thầy Tỉnh Trung mới là giảng viên trung cấp sao? Chương trình học hẳn là không khó để báo đi. Có người hỏi. Canh Đằng nói, đó là trước kia. Tôi nghe nói nghiên cứu về âm dương chi thuật của giảng viên Tỉnh Trung gần đây có đột phá, hiện tại ở phương diện này chỉ sợ đã vượt qua tất cả giảng viên của trung tâm y tế. Chỉ cần có thể học được 1/10 bản lĩnh của giảng viên tỉnh, tương lai lấy được tư cách giảng viên ở trung tâm y tế là điều không thể đơn giản hơn. Anh ta vừa dứt lời,
trong phòng vang lên một trận âm thanh hít vào khí lạnh. Tin tức này nếu là thật, tiết học của tỉnh Trung còn được ưa chuộng hơn so với một số giảng viên cao cấp. Đứng ở ban công, Huyền Bạch vẫn không nói gì bỗng nhiên nói, khóa học của giảng viên tỉnh Trung quả thật đáng để báo danh. Mọi người không khỏi nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Ngay cả Huyền Bạch cũng nói như vậy, trọng lượng khóa học của tỉnh Trung lại tăng thêm rất nhiều. Có người vội vàng hỏi Huyền Bạch, anh cảm thấy giảng viên cao cấp mới tới Đường Tuấn thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2660.